Con ai vậy? Con em á. Em mấy đứa rồi? Đứa sao nữa hả? Mấy đứa? 4 đứa. Trời ơi, mới 3 tháng mấy. Sao đẻ hoài vậy? Thêm một đứa mới đây nữa hả? Dạ. Tháng mấy hả? 3 tháng mấy rồi. Trời ơi trời. Thằng trai gái? Trai. Trời ơi, ấm ra. Thôi bên đây. Trai hả? Dạ. Trời ơi, mẹ nó kiếm thằng nào có trai mới chịu rồi. Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Mentor TV. Lời nói đầu tiên Mentor gửi lời chúc cô chú chị khán giả xem kênh ngày mới an lành và phúc. Tiếp tục Mentor ghé thăm một cái hoàn cảnh nữa, đó là hoàn cảnh sơn một tay. Thì lúc trước thì mình đã kêu gọi giúp đỡ của anh Thân Quân. Đó, thì hoàn cảnh này hồi xưa thì ở ngôi nhà nhỏ xíu của cô chú chị thì mục nát hết rồi, có 3 đứa con, hai vợ chồng thì sống bằng cái nghề kéo cá ngoài sông á, rồi ngoài ruộng này kia đó để nuôi con. Thì lúc đó cái nhà thì cũng được nhà nước cũng hỗ trợ một phần kinh phí. Rồi hồi xưa thì nhà nước cũng mua cho một cái nền đất, thì cái nền đất này hồi xưa là một cái mương rất là bự đó, cũng như cái rãnh thoát nước á, múc móc lên để lắp đường á. Tôi đổ đất vô cũng mấy chục triệu tiền đất mà xây được cái căn nhà. Thì hôm nay mình tôi muốn quay trở lại thăm lại các hoàn cảnh để đăng lên cho cô chú chị xem với bạn Thân Quân. Thì cũng lâu lắm rồi, cũng chung khoảng 1 năm nay rồi thì mình ta không có quay lại. Mình ta hôm nay thì chút thời gian để thăm lại những hoàn cảnh này, thì muốn đưa lên cho quý bạn Thân Quân đã từng giúp xem cuộc sống của họ bây giờ như thế nào. Rồi mời cô chú chị thấy chiếc mình ta vào phía trong ạ. Mình ta thấy một cái bảng đại nhà đại đoàn kết, thì cũng như là hồi xưa nhà nước cũng ủng hộ tiền đất, rồi cho tiền cất nhà được mấy chục triệu một cái ngôi nhà người nghèo á, mua cho một miếng đất cũng như nhà thanh khờ vậy đó cô chú chị, là cho mình một cái nền với người nghèo á, được một cái nền vậy đó. Rồi nhà sơn một tay nè, được nhà nước hỗ trợ thêm được mấy chục triệu tiền làm nhà nữa. Rồi thì cái phần đó thì mình tơ không chỉ là kêu gọi cái nhà này mình tự mình tơ bỏ tiền mình tơ xây, thì tiền của nhà nước cho thì mình tơ đổ đất đổ gì nè cho sơn luôn. Đây nhà đại đoàn kết, thì phía dưới bảng thì bảng của Mentor làm. Ồ hay. Ôi con gái hả? Chào em. Ở sơn nó ở nhà không? Dạ có. Bây giờ làm gì rồi giờ? Dạ đi cắm câu thôi nè. Sơn ơi. Cắm câu hả? Rồi để anh gửi cái mic đó, xây ra ngoài này để đi hình cho nó. Rồi cắm câu. Dạ. Rồi cái này mình cả một ngày được nhiêu tiền? Dạ 1 ký 5 ngàn. Ký 5 ngàn hả? Dạ. Ồ lấy được nhiều ha. Rồi mấy một ngày được bao nhiêu ký? 7-8 ký. 7-8 ký hả? Dạ. Đủ mua đồ ăn không? Đúng rồi, đường một ngọt. Đường một ngọt hả? Dạ. Rồi có đi cắm câu thả lưới gì không? Dạ, có đi cắm câu tối không à. Cắm câu tối hả? Dạ. Rồi được cá nhiều không? Dạ, cũng 1 ký mấy 2 ký. Mở nhỏ nhỏ không? Mở nhỏ nhỏ không? Được trước. Mở nhỏ rồi. Sơn đâu rồi? Còn ngủ trong cái gì á. Trời ơi. Ấy về trễ quá, về kêu không lên luôn. Vậy không nổi luôn hả? Dạ. Đi ban đêm nguyên một đêm tới sáng mới về hả sao? Dạ. Tại vì hôm nay tôi đi buổi sáng của chú chị này nó còn ngủ nữa. Thì bữa nay được nhiều cá không? Cũng 2 ký. 2 ký là bán hay ăn? Dạ bán cá chê. 1 ký được nhiêu tiền? Cá chê 1 ký có 60 ngàn. Ủa cá chê nhiều hả? Dạ. Rồi bé đứa nhỏ đi học hành sao rồi? Dạ, đứa đó học lớp 1, còn đứa đó mẫu giáo về lên lớp 1 rồi. Rồi bé kia đi học chưa? Dạ. Bé đó đi học chưa? Ê, chưa. Dạ, vậy không? Chưa dậy nổi luôn hả? Dạ, dậy chưa nổi luôn, kêu nãy giờ. Thì lâu quá anh, khoảng 1 năm nay thì anh muốn
thăm lại cái hoàn cảnh cũ, thì muốn chia sẻ lại cuộc sống của hai vợ chồng như thế nào, những hoàn cảnh anh từng giúp á. Dạ. Cho quý bạn thân chúng tôi xem hai vợ chồng có khá giả gì không, có sắm sửa được cái gì thêm không, có mua được gì không hai chồng? Dạ không, đủ tiền cho tụi nó ăn học. Đủ ăn học thôi hả? Dạ. Không dư được gì hết hả? Dạ không. Con ai vậy? Con em á. Em mấy đứa rồi? Đứa sau đó hả? À mấy đứa? Bốn đứa. Trời ơi. Mới 3 tháng mấy. Sao đẻ hoài vậy? Thêm một đứa mới đây nữa hả? Dạ. Tháng mấy hả? 3 tháng mấy rồi. Trời ơi trời. Thằng trai gái? Thằng trai. Trời ơi ấm ra. Thôi bên đây. Thằng trai hả? Dạ. Trời ơi mẹ nó kiếm thằng nào có con trai mới chịu rồi. Giật mình luôn. Ôi ơi, hết hồn luôn á. Sao mừng mừng vô. Trời ơi, bé kia nhỏ xíu, giờ đẻ thêm đứa nữa. Trời ơi, khổ này khổ thêm cái này đó nghe. 3 tháng mấy hả? Dạ. Hồi nãy tưởng nghe khóc tưởng ở trong phim luôn à. Phải 1 năm mấy người ta đâu có ghé đâu cô chú chị hồi... Bạn giao nhà tới giờ luôn á, giờ ông ta mới ghé lại. Có một đứa ghé giật mình luôn. Trời ơi, nó kiếm con trai nó bằng được luôn trời. Ơi. Trời ơi, uống sữa mẹ, sữa bệnh. Dạ, sữa mẹ. Trời ơi, giống mặt cái vùng sơn nghịch luôn. Thương em không? Gái. Chú xuống chứ là... Anh bất ngờ luôn á, nãy anh tưởng là trong phim là nít nó khóc, coi lại có TV đang coi TV. Nó thấy nó nhỏ chạy vô rồi mới biết là phải có thêm một đứa nữa. Thôi chung là cũng chúc mừng có nhà mới, có thêm đứa nữa. Đúng ra ông Sơn này ông cũng tìm bằng được có thêm thằng một con trai hay là bốn đứa. Hồi xưa là có ba, có nhà mới thêm đứa nữa. Cái này là từ hai chồng muốn đẻ hay là bẻ kế hoạch vậy? Là bẻ kế hoạch đó. Bẻ kế hoạch nữa hả? Dạ. Đi phá lớn quá người ta không phá cho. Rồi mấy tháng mới phát hiện ra? Ba tháng mấy mới phát hiện ra có bầu hả? Dạ. Cái vụ này cũng thấy hoài luôn nghe, mà không nghĩ là thấy nhỏ đấy, còn nhỏ xíu nè cô chú chị. Vậy không có người hết hả hai chồng? Dạ uống thuốc á. Thuốc mà vẫn còn dính. Ôi, bốn đứa bốn miệng nghe cũng hơi mệt nghe. Không có thuốc anh chia sẻ làm nhà này, chắc hồi xưa ở nhà kia biết ở đâu ngủ ở đâu nữa. Kêu ba vậy con, kêu ba nó chú Tư gặp chú coi. Hậu là không? Ừ. Tại vì bên Tư đi buổi sáng rồi Sơn đi cắm câu ban đêm của chú vậy, thì bên Tư muốn đi cái bất ngờ để mình thăm hỏi những hoàn cảnh để mình chia sẻ lên cho cô chú chị xem, cộng đồng xem. Mà hôm nay là bất ngờ thiệt luôn, có thêm một đứa nữa. Rồi em nhà em giữ không, đâu có đi kéo cá cái gì được bây giờ. Dạ. Yeah. Đưa tụi nó đi học rồi á. Đưa đi. Trời ơi, giật mình luôn á. Tôi phá tổ đấy. Tôi bất ngờ luôn á, nãy là thật bất ngờ. Thấy con gái kia còn quá nhỏ luôn, cái nghe được mấy tuổi rồi mấy gái kia? Dạ 2 tuổi mấy rồi. 2 tuổi mấy. Chi. Thấy là vậy, bây giờ chưa? Kêu không lên luôn rồi. Khách tới nhà mà không tiếp luôn ha. Rồi một ngày em làm được nhiêu tiền đó, nãy được mấy ngày được nhiêu chục mấy chục ngàn? 7-8 kg mấy chục ngàn. 7-8 kg được mấy chục ngàn hả? Dạ. Mấy ngày mới giao cho anh ta? Dạ 3-4 ngày giao. 3-4 ngày. Dạ. Mẹ
để thêm nhiều khổ hơn cái gì đâu em. Bây giờ phải lo cho nó thôi. Mà hay cũng đỡ được con trai cũng được có giống rồi. Ê nó nhảy. Nó quậy quá cô chú nhẹ, nó đòi bú nó đói rồi. Rồi bữa nào cũng phải đi câu vậy hả? Dạ đi mỗi ngày luôn. Rồi có đi thả lưới không? Dạ lúc này nước cứ lên nhiều quá. Đâu đi câu không à? À đâu đi kéo hả? Dạ, khi nào nó cạn mới kéo. Ừ. Đây nhà của Sơn Một Tay của chú chị thì cũng được quý mình thằng Quân cũng tặng cho bộ ghế rồi tivi này cũng đầy đủ luôn của chú chị. Ồ anh thấy nó có nứt rồi này ha. Dạ. Ờ nhớ rồi xưa là chú này là cái mương á cô chú chị, cái mương người ta đổ đất vô rồi cho thợ làm. Giờ nó vẫn xé tường của chú chị, nó đổ đà đổ gì cũng kỹ lắm á. Mà chị không nổi luôn, tại cái mương này rất là sâu, đổ đất là mấy chục triệu tiền đất á. Rồi chồng cũng đâu có dư dải ha, đâu có dư tiền gì hả? Dạ đủ xài. Không mua gì thêm hết nè. Dạ không. Trời ơi. Một năm thì cũng cuộc sống thì cũng có chỗ ở thôi. Sao rồi thức chưa? Ơi. Nhà tâm thì trong buồng có đầy đủ hết. Trong nhà ăn này kia đổ đất rất là nhiều tiền luôn nhà này. Cái cuộc sống bây giờ thấy cũng vậy của chúng chị, chưa khá giả gì, đủ ăn, đủ ăn mà phải đẻ thêm một đứa nữa khổ thêm chút xíu nữa. Đa số nhà nghèo lại cứ sinh nhiều. Chí khổ. Kêu nó không vậy luôn. Rồi đi cắm xa không? Dạ xa. Rồi đi ngủ ở đó luôn hả? Dạ. Rồi chạy xe đi hay sao? Đi ai? Dạ chạy xe đi. Đi ai thường thường? Đi mình, có khi đi với mấy anh hàng xóm á. Là đi ngủ ngoài ruộng gì luôn hả? Dạ. Canh câu mình hả? Dạ. Cực kỳ không? Ừ, dù có cá nhiều thì bán luôn em đem về em bán hay là nó tự nó bán? Đem về em bán. Ừ, mới mua gạo mua về ăn hả? Dạ. Chưa bây giờ em thêm một đứa này em thêm khổ thêm nữa đó. Em giờ em đi làm gì em giữ con không à? Chồng mình làm một mình là làm sao mà dư nổi. Anh nghĩ là hôm nay thì có một năm nay anh muốn qua đây thăm lại coi hai chồng có dư gì không. Mà không ngờ cũng có dư thiệt. Dư thêm một cục nữa. Bữa nay anh đăng video này lên chắc Mạnh Thường Quân người ta giật mình. Hồi xưa có ba thôi cô chú chị, ba đứa con gái mà không ngờ nó quẻ, nó nói bẻ kế hoạch, bây giờ nó ra thêm một đứa nữa này, chắc ăn là bẻ kế hoạch không hay là tự dạ, bẻ kế hoạch á. Bẻ kế hoạch hả? Dạ. Bẻ kế hoạch hôm nay bự bự để kế hoạch thêm nữa là quất thêm đứa nữa tương lai luôn nha. Hôm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ 26. 26, Sơn nhiêu? Sơn 31, 32 rồi. Này, 4 đứa cảnh tượng này của chú chị. Tượng bây giờ là một tay là kia nó gom câu. Bây giờ em phải lấy cái này em làm thêm á hả? Dạ. Thấy mình đủ ăn uống mỗi ngày không? Dạ cũng đủ. Từng sữa có bé hơn uống sữa không, bé nhỏ này bú mẹ bú bình? Dạ bú mẹ. Cũng sống được ha. Dạ. Giờ cố gắng lên chứ sao, giờ Mạnh Thường Quân lại giúp mình tới một lần thôi, đâu giúp mình hoài đâu. Dạ. Mình phải cố gắng lên giúp cho mình cái nhà này, nói chung là biết bao nhiêu người ta thèm khát đó mà mình được như vậy đó.
Nói chung mà nhà này đâu phải là có tiền cất được đâu. Nói chung là hai chồng mà làm tháng 4-5 triệu không bao giờ mình cất được cái nhà này. Nhà trên 200 triệu chú chị. Ủa chú chị thấy không? Nhà này có hai phòng đầy đủ. Ăn uống trong nhà rồi bàn ghế là được mạnh thường quân giúp cho đầy đủ hết. Ai vậy? Chị Tư. Rồi gái nó cũng phụ lột kia luôn hả? Hai đứa biết lột hết luôn hả? Dạ. Thôi mở bình lít để nhỏ nó, mở bình lít nhỏ lại xíu. Đặt túi cái bình lít. Tivi thì được mạnh thường quân mo cho đầy đủ luôn. Nói chung là hai chồng là mạnh thường quân rất là thương. Tại điểm đó mình tôi chia sẻ. Nói chung nhà có đầy đủ, không có thiếu gì hết á. Tôi mua cho đầy đủ. Mà hai chồng này cũng lo mà ngăn. Còn như Thanh Thờ thì của chú thì biết rồi, cuộc sống của họ thì bây giờ cứ như vậy thôi, nó đâu có ai ràng buộc nó đâu. Còn hai chồng này thì nó ràng buộc những đứa con này, nó phải lo làm, nếu không làm thì có con sẽ đói, nó phải chịu làm. Còn như Thanh Khờ thì nó sống một mình, nó vô tư, thích ở thích thôi, kiếm tiền thì nó lo đi kiếm tiền để nó xài thôi, chứ nhà cửa thì nó có sẵn rồi, nó không quan tâm vụ nhà cửa nữa, rồi ăn uống thì nó có như gì đang đó. Còn hai chồng mình nó phải cố gắng để vượt qua nè, để nuôi tới bốn đứa con lận. Mình có hai đứa mình thấy mệt mỏi rồi, mà Sơn thì nó có một tay mà thấm bốn đứa thì thấy là cái một là mình chóng mặt luôn á. Anh xuống anh giật mình thiệt luôn, em không ngờ anh xuống đúng không? Không ngờ luôn hả? Dạ. Anh tưởng đem đứa con này đi giấu với một người phát hiện ra lội đưa thêm đứa phải không? Không muốn cho anh biết hả? Không, tại nó ngủ ở chổng. Không ngờ nó khóc ra anh mới biết. Ôi ơi. Không ngờ lâu lâu xuống lại lòi ra thêm một cục. Rồi gán nuôi đi nghe, đừng có đẻ nữa. Lên kiếm thằng thứ năm nó là chết luôn á. Muốn anh quay cái năm sau anh quay lại, anh tơi em có thêm, em bẻ quạch thêm một đứa nữa. Anh biết nói sao nữa. Rồi đó ba đứa thoải mái muốn chết luôn, đẻ thêm cục nữa. Mà hơn thằng trai à, nếu thằng gái nữa là biết sao nữa. Mất giống là sợ mất giống, hiểu không? Ơi. Thôi anh xuống thăm chút xíu anh về nghe. Dạ. Thằng kia nó ngủ nó không có thức dậy nổi luôn, cô chú vậy bây giờ tôi ghé thăm chút xíu thôi. Để nó ngủ luôn đó, chứ kêu nó bây giờ thức dậy nó cũng không nói chuyện được, tại nó thức sáng đêm mà đi ruộng á, cắm câu á. Giờ kêu nó cũng như không à. Thằng kia nó hiền ho, nó biết nói chuyện, còn vợ nó thì không biết nói, còn kia là nó hỏi cái nào nó nói đó. Nó hiền dữ lắm á, mà không ngờ cái vụ này nó không hiền ha. Đứa thứ tư mà nó ra đứa thứ năm luôn á, thôi luôn ạ. Rồi anh về nghe. Dạ. Cố gắng lên, để sau này anh xuống một lần nữa coi cái nhà có cái gì không á. Có cục thứ năm đó anh sợ luôn á. Rồi chú về nghe, bye bye. Bye bye chú. Rồi thì tôi tạm dừng video tại đây, thì tôi xin kính chúc cô chú khán giả xem kênh gặp nhiều may mắn, cũng như cảm ơn quý mình thường quân với nhà tâm đã từng giúp cho hai vợ chồng Sơn một tay một căn nhà, thì tôi cũng quay trở lại để thăm để cuộc sống của họ như bây giờ như thế nào, thì mình muốn đưa lên để lên cho quý mạnh thường quân xem á, thì cũng khá giả đó cô chú chị, khá mà khá con thôi chứ không tài sản vô khá. Từ ba đứa giờ trở thành bốn đứa thì nó khá được cái phần đó. Rồi xem về. Yeah. Rồi, chúc bà con được nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt. Rồi hẹn của chú chị xem tiếp đó sao. Cảm ơn.